Em thơm ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồn chảy vào tim. Cảm ơn quý vị một lần nữa trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi thực hiện chương trình này qua hệ thống của Đài Liêu Sài Gòn TV Channel 56.10. Quý vị ở xa cũng có thể xem chương trình này vào mỗi chiều thứ ba lúc 4:30 tại giờ Cali qua online www.liusaigontv.com. Một lần nữa đến với chương trình ngày hôm nay, rất vui có cô Quỳnh Giao từ trung tâm A Plus Tune Center cũng như là bốn em. Phải nói rất là nhỏ, Emily rồi Thiên Kim là hai em lần đầu tiên đến tham dự chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Tuy có hơi nervous, có hơi run một chút xíu nhưng mà cũng đã ghi được 10 điểm đầu tiên trong chương trình mà đọc phần đầu tiên. Cũng như một lần nữa cảm ơn hai em Nhi và Kimberly cũng đã ghi được 10 điểm. Thưa quý vị, như là trong hai câu hỏi đầu tiên trong một đố vui đi học, chúng ta thấy các em đã học được một số những cái câu tục ngữ, rồi lịch sử Việt Nam chúng ta học được những tên những vị vua như là Quang Trung, An Dương Vương, Hùng Vương, Trưng Trắc. Cô Quỳnh Giao thấy các em, đặc biệt là hai em nhỏ xíu như vậy mà đến tham dự mà trả lời tiếng Việt thì cái cảm nghĩ của cô Quỳnh Giao như thế nào? Thật ra cô Quỳnh Giao rất là bất ngờ mà cũng cảm động lắm, tại vì thấy hai em nhỏ quá mà thi mà nói tiếng Việt mà thấy em cũng đang run run nữa. Cô Quỳnh Giao cũng hơi lo cho hai em á, nhưng mà thấy mấy em giỏi. Nhà nghe này phải cảm ơn phụ huynh của hai em đã hướng dẫn và dạy dỗ cho tiếng em. Môn tiếng Việt là ngôn ngữ chính của mẹ đẻ. Tại vì thật sự ra đó, chỉ sợ là các em quên tiếng Việt thôi, chứ tiếng Anh thì chắc chắn là không có quên đâu. Một lần cũng cảm ơn phụ huynh và đặc biệt là cảm ơn ban giám đốc của Đài Liêu Sài Gòn TV đã tạo cái dịp mà chúng tôi có cơ hội thì chúng tôi gửi những chương trình này, đặc biệt là những chương trình hướng dẫn các em trẻ trong những năm tháng vừa qua. Rồi, các con chuẩn bị để chúng ta tiếp tục câu hỏi kế tiếp cho một đố vui để học không? Ready chưa? Yes, alright. Rồi, bây giờ mời cô Quỳnh Giao đọc câu hỏi và câu trả lời cho câu số 3. Gia vị chính của người Việt Nam là gì? A. Nước tương. B. Nước mắm. C. Nước muối. Rồi, mời các em trong đội B. Dạ, thưa là nước mắm. Nước mắm, sure không? Chắc chắn nước mắm. Rồi, con ăn nước mắm bao giờ chưa? Có được bố mẹ nấu đồ ăn có nêm nước mắm rồi chưa? Dạ có. Có hả? Có. Đúng không cô Quỳnh Giao? Đúng rồi. Một tràng pháo tay thật lớn cho đội B. Rất tiếc là đội A bấm chuông hơi sớm đúng không? Cô biết là đội A biết đó. Các con có biết tại sao mà người Việt Nam mình dùng nước mắm nhiều hay không? Có đoán được không? Không. Không biết ha? Có con nào đoán được không? Việt Nam mình có con nhớ, nhìn nếu mà chúng ta nhìn lên trên bản đồ, trên bản đồ thế giới, Việt Nam mình rất là nhiều cái bờ biển phải không? Tiếp giáp với nhiều bờ biển, đặc biệt hướng đông, đó là lý do tại sao chúng ta thấy là có rất là nhiều cá nè, rồi người ta dùng những con cá đó và dùng nước muối để có thể chế thành nước mắm, đó là một cái gia vị phải nói là cũng là rất là đặc sắc, đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Thành ra như là Nhi trả lời là ăn nước mắm được rồi, chắc con biết ăn nước mắm thì là mình chắc chắn là các ông vẫn giữ cái nguồn gốc của Việt Nam mình phải không cô Quỳnh Giao? Rồi, chúc mừng đội B được 20 điểm. Đội A các con cố gắng lên nha. Khi nào thầy với cô nói chưa hết thì bắt đầu mình ta bấm chuông. Rồi, bây giờ câu hỏi thứ tư. Các con chuẩn bị chưa? Rồi. Mời cô Quỳnh Giao. Cây gì cho ta gạo? A. Khoai. B. Bắp. C. Lúa. D. Mì. Hết. Wow. Ai đội giỏi quá. Áp đảo tinh thần. Rồi, wow. Đây là có kinh nghiệm hơn, đã tham dự một lần rồi. Mời đội B. Dạ thưa cô là cây lúa. Cây lúa, đúng không cô Quỳnh Giao? Giỏi quá, đúng quá rồi. Giỏi. Đúng rồi, cây lúa cho chúng ta gạo. Các con thấy cây lúa bao giờ chưa? Hai em kia chắc còn bé quá, chắc các con thấy cây lúa bao giờ không? Con thấy cây lúa không? Con nhìn lên trên màn ảnh, đó là cây lúa đó. Đó là hạt lúa đó con. Đây. Rồi, hai con nhìn thấy cái lúa bao giờ chưa? Dạ. Nhưng mà dạ, mình coi, có không thấy rồi nè. Vậy đó hả? Rồi, con thấy cái lúa ở đâu? Trong tranh ảnh hay là ở con đi về Việt Nam con thấy ở đâu? Con không có nhớ. Không nhớ nè, chắc cho mình coi TV hay là trong tranh hay không? Bây giờ hỏi một câu bonus nè, là cây lúa này cho mình gạo như vậy khi mà mình nấu ra thì nó thành là gì? Gạo, mình nấu gạo xong dạ, thì mình biết, con bấm chuông đi.
Dạ gì con? Dạ cơm. Ô cô. Wow. Trời, giỏi quá. Cái này là câu này phải được 20 điểm luôn á. Cô Bình Giao giỏi quá. Câu này không có trong chương trình nha. Không có trong chương trình. Wow, gạo nó thành quá là phục luôn. Cảm ơn phụ huynh, phải nói là dạy các em rất là giỏi. Ok. Rồi, cô Bình Giao có thêm một câu bonus gì nữa không cho các con không? Không, cô chỉ cho thêm bonus là mấy con giỏi không. Mấy con giỏi lắm, nhiều giỏi lắm. Bây giờ chúng ta phải chúc mừng đội B đã được 30 điểm đầu tiên. Thì theo như cái thể lệ của cuộc thi đấu vui đi học thì đội nào ghi 30 điểm đầu tiên sẽ được phần thưởng. Thì đây là phần thưởng tuy nhỏ nhỏ nhưng mà cũng khích lệ tinh thần các con. Đây là cái phần thưởng mọi em sẽ được 20 đô. Đây là phần thưởng để khuyến khích lệ tinh thần cho các con. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn các em rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái mùa lễ Christmas sắp đến đây thì các con có thể một lần nữa chia sẻ với quý vị khán giả là năm nay là Christmas, gia đình mình có plan đi chơi, đi làm gì không trong mùa lễ Giáng sinh cũng như là New Year, bé Nhi, bé Kimberly? Dạ con đi chơi với lại chị của con và với lại mẹ của con. À vậy đi chơi hả? Muốn biết đi đâu chưa? Chưa, còn con? Dạ con đi với má, con đi Philadelphia đi chơi tuyết. À chơi tuyết, wow. À, đi chơi với má của con nghe dễ thương quá ha. Kimberly nè, Emily con có đi đâu chơi không? Winter break? Chắc chưa biết ha. Con không biết. Con không biết. Rồi Thiên Kim có đi đâu chơi với ba mẹ không? Con cũng không biết. Con cũng không biết luôn. Kính thưa quý vị, một lửa trong ngày hôm nay thì bốn em cũng còn bé, thành ra chưa có chuẩn bị những cái phần văn nghệ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần văn nghệ với một cái phần biểu diễn của các em thiếu nhi. Đó là cái bài hát là Việt Nam Hùng Sư Ca. Với bài hát này chúng tôi xin chia tay quý vị khán giả nơi đây. Và một lần nữa đặc biệt cái mùa lễ Giáng sinh sắp đến đây, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình một mùa lễ Giáng sinh thật là nhiều ân lành, hạnh phúc. Và đặc biệt là chúng tôi một lần cảm ơn quý vị phụ huynh đã khuyến khích các em đến để tham dự chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Và Quỳnh Giao cũng xin kính chúc tất cả các quý vị một mùa Giáng sinh an lành và bình an. Con chào khán giả. Con chào khán giả, có đây Lucy Lan TV. Con chào khán giả. Dạ, con chào khán giả. Dễ thương quá con. Dạ, con chào. Ngày hôm nay là tuy là hơi nhát chút xíu nhưng mà chắc chắn là những chương trình sắp tới đây mà khi bé trở lại thì sẽ dạn hơn. Thì đó là cũng là một trong những lý do chúng tôi cố gắng khuyến khích các em đến tham dự chương trình, nói được tiếng Việt bao nhiêu là chúng tôi quý bấy nhiêu. Cảm ơn Đài Liên Sài Gòn TV đã tạo cơ hội để thực hiện chương trình này và chúng tôi xin kính hẹn quý vị trong chương trình Hạt Mầm Việt Nam tuần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Trong quân binh, nguyện trai thức vua lê lợi.
Hà Nam đây cư, tuyệt nhiên định phận tại tiên thư. Như hà nghịch lộ lai xâm phạm, như đánh hành khen thủ bại hư. Việt Nam hai tiếng thiên liệt, Việt Nam con rồng trong tiên, lạc lòng quân mẹ ô cơ. Cùng vương tử của thay sinh, văn lan dựng nước xây thành, cùng chung tay dựng nón cho. Theo tiếng trong mê linh, mà chứng với quân tô bình, làm đế hùng anh xưa, vạn xuân nước Nam quốc thường. Chiến tích mạnh đằng xa, ngô quyền phá toàn Nam hơn. Thăng Long của Lý rời thành, diệt ngoại xâm cùng hoàng ca. Cùng tiếng đệ lý thường kiệt, vang vang Nam quốc sân hạ. Sông như nguyện con nước dài, luôn nước tại miền xưa, của Lý thánh tông hoài hùng. Mang tư chân chương chương, hân đạo đệ